Xin kính chào toàn thể các bạn. Hiện bây giờ là 3 giờ chiều Chủ nhật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2023. Mình đang ngồi chờ bà xã của mình đi vô chợ H-Mart ở dưới quận Quincy để mua bắp luộc đó. Tiện ở đây mình review cho các bạn, mới vừa đi vô Walmart mua cái đèn nhỏ nhỏ để mỗi khi mà trời tối xuống mà mình ngồi ở trong xe mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, thì mình mở cái đèn lên cho nó có ánh sáng. Thì đi vô Walmart á, mình không có cố tình mình đi vô đó mình mua bóng đèn, mình đi vô mình dùng phòng vệ sinh á, đi toilet xong xuôi cái mình gõ một vòng cái mình thấy đi tới cái khu vực bán đồ điện tử, mình thấy quá chừng đèn mà ở trong đó có cái loại đèn nó bán nó khuyến mãi 50% off giá 30 mà nó bán xuống còn 15 đó, thì mình mua luôn. So với Việt Nam quá rẻ luôn các bạn. Ở bên Mỹ là các bạn tha hồ mặc sức mà đi bất cứ đi chợ thực phẩm hay đi mua sắm một cái gì á, mình vô mình lựa đồ sale, lựa đồ khuyến mãi rất là rẻ. So với bên Việt Nam rất là rẻ. Trước tiên mình xin mời các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Ok, bây giờ để mình bấm cái nút mình quay cái máy lại review cho các bạn xem cái đèn của mình mới vừa mua. Đó, bà xã của mình hiện bây giờ ở trong chợ H-Market, chợ của người Hàn Quốc đó. Mình đang cầm cái điện thoại này mình quay cho nên không có nhá cái giờ với cái ngày cho các bạn xem. Nhưng mà đưa cho các bạn xem cái biên lai nè. Ở dưới cái biên lai nó có để ngày 14 tháng 4 năm 2014. Xong cái nó để là 14, lúc 14 giờ 23 là lúc nãy. Còn ở trên cái giá tiền của cái đèn đó là mình mua thuế má luôn có 15 đồng mà. 94 mà. À, các bạn nhìn vô cái receipt là các bạn biết giờ giấc hôm nay nè, cái đèn này nè. Mình không có nghĩ là mình đi vô đó mình mua cái đèn, các bạn biết không? Đi vô dùng toilet đó xong cái gõ một vòng. Lúc đó mình định đi tìm mua cái đĩa phim DVD á, cái phim gì của nam tài tử Leonardo đóng phim Titanic á. Do cái bộ phim do Apple sản xuất á. Cái tựa đề tiếng Mỹ là The Moon Killer Flower, cái tựa đề nó giống đại khái là giống vậy đó. Xong cái mình đi tới đó mình không thấy cái phim, cái mình nhìn mình ngó đó mình thấy có đủ loại đèn hết đó. Đèn là để cho mình để trong phòng mình quay phim á, cho nó có ánh sáng á. Xong cái đèn này nè, cái giá gốc á, lúc trước người ta bán 30 đồng. Mà hôm nay nó bán clearing, bán mà nói theo tiếng Việt Nam mình bán tồn kho đó. Mà cái hiệu này là hiệu của Walmart nha các bạn. Nè, nhìn cái này là các bạn biết hàng của Walmart nè. Walmart sản xuất nè, nó có cái chữ ONN, đó là sản phẩm của Walmart á. Còn cái số mà 2.5 này nè, nó nói sau khi mà mình sạc á, là cái đèn này á, nó xài nó sáng được 2 tiếng rưỡi. 2.5 là 2 tiếng rưỡi á. Đó thì khi nào mà buổi tối á, mà mình ngồi mình livestream với các bạn hay là mình quay á, hôm nào mà trời nó tối á, đó là mình bật cái đèn này lên là các bạn thấy nè, nó sáng nè. Cái này nó bán là tồn kho nha các bạn. Bán cái này là bán hàng tồn kho nha. Đó, bật ra như vậy đó, nó chia, giống như bóng đèn đó, nó chia ra mình xây vòng vòng vậy đó.
Mình dựng dựng ở đâu cho nó có ánh sáng, còn thôi mình để ngoài sau này nè. Cái bắt đầu cái mình điều chỉnh nó cái màu á, đây nè, nó có cái màu nè. Đó các bạn thấy không, trên cái hộp đó có cái màu nè. Đó mình để vòng vòng đâu ngoài xe. Đó các bạn thấy hai cái bị heo quay á, thịt heo quay á. Để mình tới mình quay cận cái receipt cho các bạn xem cái ngày và cái giờ. Đó thì cái đèn này nó nói là lúc mà nó bán cái giá gốc là 30, mà bây giờ nó clearance, nói theo tiếng Việt Nam của mình là hàng tồn kho. Đó khi nào mà các bạn thấy mình ngồi ở trong xe mà buổi tối á, quay á, là các bạn biết mình dùng cái đèn này nè. Đó, mình nếu mình có cái chân á, mình gắn cái chân vô trong đây nè. Ở ngoài sau nó có cái đầu chạc đó, các bạn thấy cái lỗ không? Đó để mình đút vô cổng C á. Tiếng Mỹ là Type C á. Nhìn nó cũng đáng 15 đồng nha các bạn, nó nặng nặng chứ không phải là dạng như là nó hàng dởm nha các bạn. Nặng là ở bên trong nó có cái cục bim á. Nó rồi ở dưới cái đây nó có mấy cái nút nè, đó các bạn thấy bốn cái nút không, để mình chỉnh á, chỉnh cái màu á. Đó muốn màu đó đó. Mai mốt mà các bạn thấy mình livestream có trong xe mà có màu, ánh sáng màu là các bạn biết mình dùng cái đèn đó đó. Cái bọc này bánh bánh còn cái này là thịt heo quay nè. Đó các bạn nhìn cái giá tiền không? Nó để là 33 đồng 84 sen. Thịt heo quay á. Nè, mua hôm nay là ngày 14 tháng 4 nè. Ở bên Mỹ là để tháng trước nha các bạn. Tháng rồi tới ngày nha. 13 giờ 21 là lúc nãy á. Chợ Cẩm Mang nè. Cái bì đồ ăn này không á là 33 đồng. 33 đồng bằng một phần ăn. Tối hôm qua mình gia đình của mình ba người ăn đồ Thái. Còn cái này trứng gà nè, ở nhà mình đang có một dĩ bằng bi lớn đó nè, bà xã mình mua thêm hai dĩ nữa. Mỗi buổi sáng hai vợ chồng ăn trứng gà luộc, các bạn ăn chồng trắng chứ không có ăn chồng bỏ đỏ, bỏ chồng đỏ ăn chồng trắng thôi. Mỗi buổi sáng mình ăn sáng 4 trứng. Mở cái cốp xe ra cho các bạn xem một đống đồ luôn. Mới lúc nãy bà xã của mình bảo mua. Hai bao gạo nè. Tại vì bà xã của mình á, bà thèm gạo trắng bà mua chứ mình khuyên bà hoài à, chịu khó ăn gạo gạo lứt á. Mà tại vì bà thèm thôi, mình không có độc tài độc quyền á, mình chiều bà luôn. Mua nước nước trà với lại cái này là sữa đậu nành nè cho hai con trai nè. Đậu phộng đây là cái này là trà, trà này là trà của Nhật nha các bạn, của Nhật nha chứ không phải là của Tàu nha. Giò sống nè, đậu phộng, mấy cái này là bả mua cho mình không à. À, cái này là rau cải, chả lụa này là để ăn với bánh mì á, chả lụa ăn với bánh mì với lại nấu nấu mì á, mì ma mà, mì Thái á, mì ăn liền á. Nước dừa bánh tre,
nước màu, cái này là nước màu nhưng mà nước màu dừa của Bến Tre, nước màu mà để mình làm cho màu á. Thuốc nhuộm tóc nè, thuốc nhuộm tóc nè, còn mấy cái này là chip phải tây đồ vậy đó. Ly muỗng nhựa, mấy cái này là ăn ăn xong là giục luôn, giục vô thùng rác luôn. Bả vô trong chợ ác mặt này, bả mua mua ổi á, mua ổi với lại mua mua ổi với lại mua bắp luộc. Một chút nữa là đi ra xe là khui thùng, là vừa lái xe là vừa luộc luôn. Hiện bây giờ là 8:29 phút tối chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, đang chuẩn bị lái xe tới chợ thực phẩm Stop and Shop mua bọc nước đá, tiện ở đây khoe cho các bạn xem cây đèn. Lúc chiều mình chở bà xã mình xuống chợ thực phẩm Nam Hàng H-Mart với lại đi vô Walmart á, gõ một vòng, không có cố tình đi mua, tình cờ vô đó thấy nó sale 50% off, tiện mình mua luôn. Đó, cái đèn này là nó có bốn cái, nó có bốn cái cạnh á, mình ship ra ship vô vậy nè, nó bốn cái cạnh. Đó, mình muốn ship làm sao đó mình ship. Đó, mình muốn gẹp giống gì cũng được. Đó, giống vậy cũng được. Đó. Ở dưới đây nó có cái nút nè, nếu mà mình muốn chuyển chuyển màu á, mình bấm bấm màu đây nè. Đó, mình bấm rồi nó chuyển. 15 đô cộng với thuế luôn là 15 đô 94 sen. Nó có mấy cái nút ở dưới này này, mình cứ bấm bấm đại vậy đó, mình cũng chả biết cái nút nào, mình cứ bấm bấm thì nó nhảy màu đó, nó nhảy màu á đó. Đó, thấy không, thấy màu không? Nó có cái nút bìa dưới đây nè, mình bấm nó chuyển màu, chuyển đủ loại màu. Cái này cho đứa con trai của mình là nó khoái lắm á. Ngày mai đi xuống dưới mua một cái tặng cho đứa con trai. Cái này mình để trong xe, khi nào mình chia sẻ cho các bạn á. Đó, các bạn thấy không? Ai nói đi về Việt Nam đời sống ở bên Việt Nam nó đời sống nó thấp. Mua cây đèn ở bên Mỹ có 15 đô la. Đó, mình ship nó gọn vô như vậy nè. Hồi lúc sáng nay mình có chia sẻ với các bạn, lúc mà mình đi chợ, đi xuống nhà hàng bánh mì ba lẻ đó, mình phần cuối đó mình mua ly trà đá, xong cái trên đường lái xe về nhà mình có chia sẻ với các bạn về cái chủ đề mà lý do tại sao mà Iran họ tấn công Do Thái. Ở đây mình không có nói mình nghiêng theo phe nào hết á. Giống như trong cái clip đó mình chia sẻ, mình nói đó là Do Thái có ký hiệp định với mấy cái nước châu Âu, Pháp, Anh Quốc, đồ Thổ Nhĩ Kỳ, đồ Mỹ, Canada, đồ với những cái nước đồng minh. Thì trong cái hiệp ước đó là người ta sẽ bảo vệ an ninh tối đa cho Do Thái.
người ta bảo vệ khi nào mà Iran họ tấn công á, thì người ta bảo vệ cũng giống như Iran bây giờ đó. Khối NATO người ta viện trợ tiền, người ta viện trợ vũ khí, nhưng mà người ta không có tham gia vô tấn công bên Nga Xô. Đó, tình hình ở bên Ukraine bây giờ cũng vậy. Đó là lý do tại sao mà ông Tổng thống Joe Biden ông tuyên bố đó là ông sẽ không hợp tác với lại Do Thái để mà tấn công Iran. Nhưng mà dựa theo hiệp định thì Mỹ và đồng minh sẽ bảo vệ an ninh bằng cách là nếu mà Iran nó tấn công á, thì khối đồng minh đó người ta sẽ thảy vũ khí, sẽ tiền vô, người ta sẽ tìm mọi bằng mọi cách, người ta chỉ có bảo vệ thôi, chứ người ta không có đưa quân vô hội đồng hợp tác, hội đồng đánh Iran, giống như là bay qua Iran dội bom, thả bom giống như là tấn công Iraq đồ, hay là quân Afghan, nó không có, Mỹ không có muốn gì. Đó là lý do tại sao mà ông Joe Biden ông lên tiếng, ông nói là ông sẽ không có tham gia. Nhưng mà ông Biden nước Mỹ và tất cả các đồng minh là người ta sẽ làm bằng mọi cách để mà người ta bảo vệ Do Thái. Ở đây mình nói trung gian, nếu mà các bạn đặt vào cái trường hợp của Iran thì sao? Mình không có binh Iran mà mình cũng không binh Do Thái. Tại sao hồi xưa tới giờ đó thủ tướng lãnh đạo của bên Do Thái á, người ta không có dùng máy bay không người lái hay là đưa chiến đấu cơ qua, người ta ám sát mấy cái tướng lãnh? Mà nội trong mấy tháng nay Do Thái đã ám sát ở bên Syria tổng cộng là 6 tướng lãnh của Iran. Thì mình đặt vào trong cái trường hợp Iran á, bây giờ người ta tấn công người của mình, người ta tấn công tướng lãnh của mình không thể nào mình ngồi yên đó, mình để cho người ta tiếp tục. Mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao ông Netanyahu đó, cái ông mà thủ tướng của bên Thái Lan, ông lại muốn đi gây chiến với Iran? Mặc dù là Iran với Do Thái là người ta có kẻ thù truyền kiếp. Iran đó là họ từng tổng thống, cựu tổng thống của Iran từng tuyên bố là sẽ đòi xóa sổ nước Do Thái ra khỏi cái bản đồ. Đó, hai bên là người ta có cái mối thù truyền kiếp. Các bạn biết không? Ở đây mình không có binh, mình phải đặt trường hợp vào ở bên Iran. Đó, trong mấy tháng qua, 2-3 tháng qua, ông thủ tướng Do Thái đó, ổng gửi chiến đấu cơ qua dùng máy bay không người lái. Cái lần cuối cùng là cách nay mấy hôm đó, đưa chiến đấu cơ qua dội bom xuống, giết mấy ông tướng lãnh ở trong sứ quán của Iran ở bên Syria. Đó là lý do tại sao mà bên Iran người ta dùng máy bay không người lái, người ta đánh trả lại. Mình lặp lại thêm một lần nữa, mình không có ý ở trong đây là mình binh bên nào hết đó. Ý ở đây mình nói là tại sao ông thủ tướng Do Thái ông làm như vậy, ông có cái ý đồ gì, các bạn biết không? Chứ không thể nào mà mình ngồi đó mình đổ thừa ông Biden bị hèn yếu đồ, không có đi qua đánh Iran. Mình ở bên ngoài, mình là khán giả, mình ở ngoài cuộc, mình muốn nói sao nói. Giống như người ta, hai người ta đánh ở trong bàn cờ vậy đó, mình đứng ở ngoài mình coi. Mình đứng ở ngoài mình coi thì bây giờ mình cứ tự nhiên mình để cho người ta đi nước nào người ta đi đi. Cờ là người ta trong tay của người ta là người đánh chứ đâu phải mình đâu. Ngồi ở ngoài. Ôi sao mày nước kia mày không đi, mày không chiếu tướng, mày không sĩ tượng, mày hy sinh con tượng. Mình ngồi ở ngoài mình chỉ có nói là ông ở đây mình có không binh Biden đó. Đâu có mắc mớ gì ông Biden đâu. Trong cái clip mà hồi lúc sáng mình chia sẻ với các bạn đó, lúc mà mình đi xuống nhà hàng bánh mì ba lẻ đó, trên đường về mình chia sẻ cho các bạn đó, không có mắc mớ gì ông Biden, không có đổi thừa ông được.
Bây giờ cứ hình dung vậy đi, Do Thái là nó đàn em của nước Mỹ, phải không? Do Thái là đàn em. Bây giờ ở xã hội đen nè, tôi làm đại ca đó, tôi có đàn em tứ phía ở ngoài, sống ở ngoài xã hội vậy đó. Đàn em của tôi đi ra ngoài nó gây sự, nó gây sự mà đâu phải là người ta đánh đàn em của tôi đâu. Đàn em của tôi đi gây sự, người ta đi quýnh mấy cái thằng tướng lĩnh kia, đi quậy phá, rồi cái đi về mét tôi là đại ca Biden. Cái bắt đầu đại ca không gả binh đàn em, cái nói là đại ca hèn yếu. Trừ khi nào mà Do Thái mà họ không có làm cái gì hết á, mà Iran á họ dùng mấy cái người, cái cánh tay của họ như là cái nhóm Hezbollah, rồi cái nhóm Houthi ở bên Yemen, hay là cái nhóm Hamas ở bên Palestine. Các bạn biết không? Mặc dù là bên Iran á họ dùng mấy cái nhóm đó, họ cũng tấn công tứ phía bên Do Thái đó, nhưng mà cái bọn mà Houthi á họ dùng bom máy bay không người lái, họ tập kích mấy cái tàu mà ở trên biển đỏ đó, là tại vì họ cũng dựa vô họ binh là Do Thái đem quân qua đi bên Palestine để mà tiêu diệt cái bọn Hamas, là đồng minh của cái bọn Houthi, nhóm này nhóm kia. Nhưng mà cuối cùng mà tất cả những cái nhóm đó, nó là những cái cánh tay của thằng Iran, nó đứng sau lưng, nó viện trợ vũ khí, nó viện trợ tiền bạc đồ này nọ. Nhưng mà mấy thằng đó nó cũng là đàn em của Iran, cái tụi mà Hezbollah, cái tụi Hamas, cái tụi Houthi, là mấy cái thằng đó là được hỗ trợ hậu thuẫn của Iran, thì nó cũng quýnh tứ phía như vậy. Nó cũng đầu tiên á là cái bọn Hamas nó đi qua, nó tấn công Do Thái, nó bắt cóc con tin người dân Do Thái, thì người dân Do Thái người ta đưa quân qua, người ta đánh thì cái bọn Hamas đó nó trốn qua trong dân á, nó dùng tiếng Mỹ nó gọi là human shield á, nó dùng mấy cái người dân á làm lá chắn bao cho nó, thì khi mà người ta bắn vô, lính Do Thái binh sĩ bắn vô là đương nhiên là nó phải chết chóc dân thường, tại vì cái bọn Hamas nó sống ở trong những cái làng có người dân thường, các bạn biết không? Đó. Ở đây mình muốn chia sẻ đó là cái nước cờ Iran á, nó bắt buộc giống như mấy năm thời mà ông cựu tổng thống Donald Trump còn làm tổng thống đó, các bạn nhớ không? Ông ra lệnh ám sát một cái ông tướng của Iran đó bằng máy bay không người lái đó. Sau đó đó là bên vệ binh đó, của binh sĩ của Iran, vệ binh đó họ cũng tập kích lại những cái đồn trú bên Iraq, nhưng mà lúc đó người ta cũng thông báo trước cho biết, thì bên phía bên chính phủ Mỹ người ta hiểu, chứ không thể nào người ta mắc mặt mũi. Thì cái đợt này cũng vậy, bên phía Iran cũng thông báo cho Nhà Trắng, cho ông Biden biết là trước 72 tiếng là thằng Do Thái nó quá đáng, nó đưa chiến đấu cơ qua, nó dội bom, nó giết 5-6 người tướng lãnh ở trong sứ quán Iran, mà ở bên sứ quán ở bên Syria đó. Các bạn biết không thể nằm im được. Bây giờ mình nói đơn giản vậy thôi, ở trong xóm, thằng nào ở bên kia xóm nó đi qua, nó ăn hiếp gia đình của mình, mình là trụ cột trong gia đình, ít nhiều gì mình cũng phải đứng ra, mình cũng phải chửi bới, mình cũng phải có cái vẻ để mà mình đối đáp, mình trả lại, chứ không thể nào mà mình để cho gia đình của mình nhìn thấy, ủa tại sao cái thằng kia nó qua, nó ăn hiếp gia đình của mình, nó đánh đập con, vợ con của mình. Mình trụ cột trong gia đình, mình lãnh đạo trong gia đình, mình đứng yên nó đụng mình chơi nó, các bạn biết không? Cho nên mình phải đặt cái trường hợp của Iran đó. Thì Iran á, nó cũng chứa chấp, nó cũng hậu thuẫn, nó cũng viện trợ cho mấy cái nhóm Hamas, rồi những cái nhóm đó là những cái nhóm khủng bố. Thì đối với mình, thằng Iran á, nó là một cái thằng bên phía tà phái, nó không có tốt đó. Thì trước sau gì á thì phải có cách giải quyết với cái thằng Iran, chứ không thể nào mà nó để nó tiếp tục mà nó
khủng bố. Các bạn biết không, tức là thằng Iran á, nó không ra mặt, nó kiếm chuyện thẳng cái thằng Do Thái. Đó, nó lập ra cái nhóm Hamas, nhưng mà người của nó lập ra cái nhóm Hezbollah, cũng là người của nó. Cũng giống như thằng Putin vậy đó, nó dùng cái nhóm Wagner. À, nó mượn cái tên nó đặt ra như vậy. Rồi cái nhóm Houthi ở bên Yemen là cũng là người của nó. À, nó không có trực diện thằng Iran á. À, trên mặt nổi nó cũng giả đò, nó cũng là nó cũng bình thường, nó hiền lành lắm, nó không có kiếm chuyện gì thằng Do Thái. Đó, nhưng mà nó để cho cái bọn Hamas, nó để cho cái bọn Hezbollah, nó để cho cái bọn Houthi đó quậy. Về tương lai, về lâu về dài á, là phải nên xử cái thằng Iran, chứ không có thể để cho nó tồn tại. Ở đây mình không có binh, không có binh, nhưng mà ở trong quốc tế, ở trong Hội đồng Bảo an á, là nó có những cái điều lực, những cái điều lực. Nếu mà bỗng dưng có một quốc gia nào mà tấn công quốc gia nọ đó, là họ được quyền đánh trả. Cái đạo lực 51 ở trong Hội đồng Bảo an, cái điều lệ 51 á. Đó, giống như bây giờ mình là nước Mỹ nè. Đó, mà có ai Iraq á, giống như cái vụ 911 vậy đó. À, nó qua nó làm cho sập hai cái tòa nhà. Thì mình dựa theo cái điều lực 51 là nó tấn công mình. Nhưng mà lúc 911 mình không biết ai, nhưng mà mình kiếm chuyện, mình bịa ra đại là mình nói thằng Iraq, nó có chứa bom hàng loạt rồi, với cái đó là cái bịa chuyện đó thôi. Nhưng mà dựa theo cái đạo lực là mình được quyền đi đánh lại. Thì thằng Iran nó cũng dựa theo cái đạo lực, nó nói á, tại vì thằng Do Thái nó đưa chiến đấu cơ qua bên Syria, nó tiêu diệt một số người binh sĩ của tao, tao phải dựa theo cái điều lực 51, tao phải đánh trả nó lại. Quay cái máy qua trên đường chạy xe tới chợ Stop and Shop kế bên đây là mua bọc nước đá. Cái đèn này mua 15 đồng mà nó đáng lắm. Màu mè đầy đủ quá chừng luôn. Ngày mai mình đi làm, mình chở khách gần á, mình tấp qua mình mua cho đứa con trai mình cái. Có nhiều chuyên gia đó, người ta đoán rằng là Do Thái nó sẽ mượn cái cớ này là nó dập lại cái thằng Iran. Nhưng mà theo cái tầm nhìn của mình là cái ông thủ tướng của Do Thái là ông muốn lôi nước Mỹ tham gia vô. Nhưng mà bên Mỹ thì người ta dựa theo cái hiệp ước người ta bảo vệ. Giống như bây giờ đi, nếu mà Trung Quốc mà nó tập kích thằng Đài Loan đó, thì Mỹ là nó cũng sẵn sàng nó bảo vệ dựa theo hiệp ước. Nhưng mà đưa quân đi qua bên qua đất liền của Trung Quốc là Mỹ không đi, ý mình muốn nói vậy đó. Đó thì ông Biden ông nói, ông nói chuyện với lại ông thủ tướng lãnh đạo bên Do Thái, ông nói là ông sẽ bảo vệ đồng minh. Nhưng mà kêu ổng mà đưa binh sĩ đi mà qua tấn công Iran á là không có đi. Nhưng mà từ hồi xưa tới giờ là Do Thái á, từ hồi xưa tới giờ là họ muốn tìm bằng mọi cách, họ muốn đưa quân qua họ dập Iran. Là với cái lý do đó là Iran á, là người ta có cái mối thù truyền kiếp, người ta không có để cho Do Thái yên. Các bạn biết không, trở về lịch sử á, cách vài chục năm á, là cái bọn Hamas á, là lâu lâu vài chục năm á, là nó qua bên, nó tấn công qua bên Do Thái, nó bắt cóc,
nó tấn công người ta, nó không có để cho người ta yên. Nói chung là mình muốn nói là ở chính giữa mình không có nghiêng về bên nào, không có khói thì làm sao có lửa. Đó, Do Thái là cái mộng của Do Thái là muốn nghĩ về cái đường dài, muốn diệt Iran. Diệt Iran là không phải là Do Thái họ xấu cái gì, họ muốn có cái ý đồ gì, mà chẳng qua là họ nghĩ, họ tính về cái đường hậu. Tại vì Iran nó không có để cho dân Do Thái yên. Đó, trong tầm mắt của chính phủ Iran á, là họ không có để cho Do Thái người ta hòa bình, người ta sống bình yên. Các bạn thấy không, tự nhiên cái bắt đầu hả, cách nay mấy tháng các bạn nhớ không, bọn Hamas nó vô nó bắt cóc người ta. Bắt cóc người ta thì người ta phải đưa xe tăng, người ta phải đưa quân qua, người ta với giải cứu, người ta phải đánh chứ, phải trị cho mày một bài học chứ. Còn mà nói mà ông Biden mà hèn yếu đồ như vậy là mình không có đồng ý. Cho nên mình mới đưa ra cái ví dụ đó, bây giờ mình làm đại ca đó, ở trong một cái nhóm giang hồ. Đó, đàn em của mình đi ra ngoài, nó đi ăn nhậu, nó đi gây sự. Phải không? Tự nhiên cái đàn em của mình nó đi kiếm chuyện người ta, nó quýnh đâu, nó diệt đâu 5-6 thằng 5-6 thằng giang hồ ở bên cái phe bên kia. À, cái nó bị đánh trả, cái nó chạy về nhà, nó kêu đại ca Biden. Bây giờ đại ca Biden phải giúp hợp tác với em, phải đi qua bên mé bên kia để mà dập cái bọn kia. Hôm nay chủ nhật ở trong cái chợ này đóng cửa 9 giờ. Để vô coi có còn mở cửa không, sao không thấy xe cộ gì hết. Lúc nãy vô chợ ở trên cái lo họ thông báo, họ nói chúng tôi đóng 5 phút nữa chúng tôi đóng cửa. Ở bên Mỹ mình không có khả năng mình đi tới những cái chợ á, giá cả nó phải chăng nó rẻ hơn, có nhiều cái option, có nhiều cái lựa chọn cho mình. Ngày thường á, từ thứ hai cho đến thứ bảy á, thì chợ này đóng cửa 10 giờ hay là 11 giờ vậy đó. Còn chủ nhật thì đóng cửa 9 giờ. 9 giờ tối đóng cửa ngày chủ nhật. Mấy cái tủ lạnh ở nhà của mình chạy nước đá.
nước đá uống nó cũng không có ngon bằng ở trong đây. Ở trong đây nước đá là nước đá người ta chạy công máy công nghệ, uống mình có cái cảm giác nó khác liền à. Gia đình của mình uống ghiền á, con của mình với bà xã của mình với mình nó uống quanh năm suốt tháng luôn, ở nhà hết nước đá đó là ra đây mua. Còn cái máy nước đá mà mình mua về, mà mình mua nước đá về, mà mình mua nước suối về mình chạy nước đá, nó chạy lâu lắm, chạy 2-3 cái máy mua về mình chạy 2-3 tiếng đồng hồ nó mới ra đủ nước đá cho 3 người uống. Nói về cái thằng Iran á là nó là một cái thằng độc tài, nó thân với cái bọn cộng sản Tàu Cộng, nó là đồng minh với Tàu Cộng với lại Nga Xô đồ này nọ đấy. Mình không có thích nó, mình không có thích nó. Nhưng mà cái ông nội Do Thái này á, trong mấy tháng nay hả, các bạn đi lên Google các bạn tìm hiểu đi, ông nội Do Thái này ông tiêu diệt 5-6 tướng lĩnh người ta, thì người ta không thể nào, thằng Iran nó không thể nào mà nó ngồi yên nó được, các bạn biết không? Nó phải hả tập kích lại Do Thái để nó dằn mặt, để mà cho nó lấy lòng người dân của nó, chứ không thôi người dân của nó nói lãnh đạo của nó hèn yếu, sao để cho Do Thái nó tiếp tục nó kiểu đó. Đó thì cái hiệp ước á, chừng nào mà thằng Iran mà nó tấn công Do Thái á, là người ta binh Do Thái, người ta làm bằng mọi cách dựa theo cái hiệp ước đó. Ông tổng thống Biden ông nói bây giờ kéo tao, kêu tao hợp tác với mày, đưa quân đi qua bên xâm lăng hả, đánh dập cái thằng Iran, là ông Biden ông không chịu. Ông không chấp nhận, ông chỉ có bảo vệ thôi, nhiệm vụ của ông bảo vệ thôi. Giống như bây giờ mà thằng China đi, thằng Tàu đi mà nó tập kích thằng Đài Loan đi, đó thì Mỹ với đồng minh nó cũng đưa quân tàu chiến tới binh bảo vệ cái hòn đảo thôi, đó phụ bắn phòng không rồi gì đó, chớ mà đưa quân đi đánh là không đưa. Còn mà nói chuyện mà nói ông Biden bị hèn yếu đồ này nọ, nói như vậy là nó không có đúng. Ở đây mình không có binh ai hết á, mình công bằng, mình nói theo cái nhận thức, mình phải cái nhận thức, mình phải trung gian. Giống như mình đi vô mình làm trọng tài của hai đội banh, mình không thể nào mà mình bị người ta mua chuộc mình mà hối lộ mình mà mình binh cho cái đội kia nó thắng hoài được. Mình phải xử cho nó công bằng. Ok, mày chơi xấu là dựa theo phạt mày, mày chơi xấu là cho mày thẻ vàng, mày chơi xấu là cho mày thẻ đỏ, xử theo đúng luật lệ đàng hoàng. Đó thì chạy một vòng đi trên đường đi mua nước đá tiện ở đây, quay cảnh giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Bây giờ về tới nhà. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cuối tuần và đầu tuần, chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe.